Xin trân trọng kính chào quý tôi tớ của Chúa, quý hội thánh Chúa có mặt trong buổi chiều nay. Chúng ta cùng ngợi khen thờ phượng Chúa. Thật là một buổi chiều phước hạnh cho chúng ta. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì Ngài cho tôi được có cơ hội để một lần nữa chia sẻ cùng quý hội thánh của Chúa về điều mà Ngài đặt để cho chính mình tôi cũng như hội thánh của Ngài. Chúng tôi rất lấy lòng vui sướng vì khi chúng ta cùng có những buổi họp với nhau như thế này. Tôi ước ao rằng mọi đời sống của chúng ta được biến đổi qua lời của Ngài mỗi ngày. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Giờ tôi ước ao rằng giờ này kính mời thánh chúng ta đồng đứng lên để chúng ta cùng tuyên đọc lời của Chúa ở trong công vụ các sứ đồ, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Tôi xin đọc lời của Chúa. Buổi cầu nguyện về thứ 9, Phi-rơ với Giăng lên đền thờ và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đang ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-rơ với Giăng ngó trong người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Như Phi-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Nazareth, hãy bước đi. Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên vững cứng. Người bèn nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời, người ta nhận chính đó là người đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên điều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng người đó ở bên hiên cửa gọi là Salomon. Xin chúng ta cùng đến với Chúa giờ này. Kính lạy Cha thánh của chúng con, chúng con tạ Chúa vì Ngài có hiện diện trong dòng dân sự của Ngài, là những tấm lòng dâng lên Chúa lời ngợi khen và chúc tụng. Xin Chúa Thánh Linh ơi, Ngài hãy đến trong giờ này để dẫn dắt chúng con bước vào lẽ thật, lời quyền năng và sự sống bởi chính mình Cha, cho chúng con sống một đời sống mới, được biến đổi nên mới bởi chính lời của Ngài, lời quyền năng và lời ban sự sống. Chúng con tạ Chúa với hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời thánh chúng ta đồng ngồi. Và kính thưa quý vị, buổi chiều nay chúng ta sẽ cùng đến với Chúa qua sách công vụ các sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh Chúa trong những ngày qua được có cơ hội học về công tác của Đức Chúa Thánh Linh qua công vụ các sứ đồ từ đoạn 1, và đến nay thì chúng ta đã vượt qua khỏi 21 đoạn, và chúng ta anh chị em ai nấy cũng thấy rất là phấn khởi, ai nấy cũng thấy được sự cảm động bởi Đức Chúa Thánh Linh, cho nên tôi nhìn thấy được sự thay đổi bởi chính mình Chúa trong đời sống của anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa vì những lời than phiền trước đây, hay là những lời cầu xin quý vị trước đây, bây giờ hoàn toàn được thay đổi. Và những điều mà tôi thấy là có sự khởi sắc bởi sự ban cho, bởi sự cảm động của Đức Chúa Thánh Linh trong mọi tấm lòng anh chị em. Anh chị em cũng đã có những sự hứa nguyện với Chúa, chính cuộc đời mình sẽ là những người bước đi để làm chứng nhân cho Chúa.
Tôi tạ Chúa vì có một hội thánh được yêu thương hiệp một, có một hội thánh đồng lòng phục vụ Đấng Christ, và chính Đức Chúa Thánh Linh hướng dẫn và chính Đấng Christ làm đầu của hội thánh. Tôi tạ Chúa về điều mà Chúa đã làm cho anh chị em. Tôi cũng tạ Chúa vì Ngài cũng đưa dẫn quý tôi tớ của Chúa cùng đến với hội thánh để gây dựng đức tin cho anh em, cùng đồng công ở trong công tác mà Ngài kêu gọi, và cùng có một cái đức tin ở trong cứu Chúa Jesus Christ. Tôi tạ Chúa. Tôi tạ Chúa vì tấm lòng anh chị em đã khát khao Chúa. Và qua đời sống của chúng ta, nhiều người đã được cứu bởi chính mình Ngài. Qua đời sống của chúng ta, người ta đã nhìn thấy Đấng Christ, nhìn thấy được tình yêu thương. Người ta đã nhìn thấy được ân điển lớn lao mà Chúa sẵn ban cho những người đang kêu cầu Ngài. Tôi khích lệ hội thánh Chúa tiếp tục bước đi bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Linh, tiếp tục bước đi ở trong năng quyền mà Đức Chúa Trời ban cho qua lời hàng sống của Ngài. Chúng ta bước đi, tiếp tục bước đi trong ân điển lớn lao mà chính cứu Chúa Giêsu đã phải hy sinh cho chúng ta. Buổi chiều nay, tôi và hội thánh của Chúa cùng học với nhau ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 3, từ câu 1 đến câu 11. Buổi chiều nay, Chúa dạy dỗ cho tôi chỉ có một điều mà tôi, chính mình tôi cũng như hội thánh sẽ học hỏi với nhau, đó là cái cách nhìn của quý vị. Cái cách nhìn của hai sứ đồ là Phêrô và Giăng, và cái cách nhìn của người què ở cửa đền. Cho nên tôi cậy ơn Chúa để chính lời quyền năng của Ngài bày tỏ, không phải vì trí thức của con người, không phải vì chính miệng tôi nói ra, nhưng mà tôi cầu xin Chúa cho tôi có thể truyền đạt được những điều gì Ngài muốn chúng ta nhận lãnh sự thiêng liêng từ nơi Chúa qua lời của Ngài. Tôi ước ao rằng quý vị sẽ sẵn lòng để mời Chúa Thánh Linh vào, để Ngài hướng dẫn cho chính quý vị cũng như chính mình tôi trong buổi chiều nay. Và kính thưa quý vị, câu chuyện mà Phêrô và Giăng trên giờ thứ 9 thì đi lên cửa đền thờ để cầu nguyện, thì chính nơi đó họ đang gặp một người què ở tại cửa đền. Họ đã nhìn thấy người què ở tại cửa đền, và người què này cũng nhìn thấy hai sứ đồ là Giăng và Phêrô. Cái nhìn của hai người này được bày tỏ trong Kinh Thánh rằng là Phêrô và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phêrô và Giăng ngó trăm người, Phêrô và Giăng ngó trăm người què này. Và ngược lại thì người què này làm sao? Người què này cũng nhìn chăm chăm hai sứ đồ. Ở đây chúng ta thấy rằng cái nhìn của cái hai sứ đồ nhìn chăm một người có nhu cầu để xin sự bố thí, và một người nhìn chăm chăm vào để được ban sự bố thí. Và kính thưa quý vị, tôi ước ao rằng chính chúng ta là những người được ơn Chúa, những người được Chúa cứu rỗi, những người được Chúa ban cho phước hạnh, những người được Chúa ban cho một Thánh Linh quyền năng. Và chính Chúa Thánh Linh đã cảm động trong đời sống của chúng ta, và chúng ta gọi là con cái yêu dấu của Ngài. Thì chúng ta là những con người nhìn chăm vào những nhu cầu của những con người bên cạnh đời sống của chúng ta, chẳng khác nào như người què ngồi bên cửa đền. Và chúng ta hãy học hỏi được điều gì mà Giăng và Phêrô đã làm trong câu chuyện này, quý vị. Kính
Kính thưa quý vị, trở lại với phần đầu của đoạn 1 và đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng Phi-rơ và Giăng là một trong những 120 người chờ đợi ở nơi phòng cao. Để khi chính Chúa Ngài ban Thánh Linh của Chúa thì họ là những người hiện diện ở nơi đó để nhận lãnh sự đầy trọn, sự đầy dẫy và sự cảm động Đức Chúa Thánh Linh ở trong một cái nơi đó. Và chính hai con người này sau khi nhận lấy quyền năng của Chúa qua Đức Chúa Thánh Linh giáng lâm thì họ đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ cho chính mình Ngài. Và chính cái điều đó họ đã nhận thấy được tầm quan trọng của một con người có sự đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh. Và họ đang có những cái thẩm quyền, đang có những uy quyền mà Đức Chúa Thánh Linh đang ở trong họ. Và kính thưa quý vị, điều đó là họ có một cái đôi mắt nhìn thuộc linh, có thể nói xa hơn, rộng hơn, thấu hiểu hơn và có thể đầy lòng thương xót, đầy lòng trắc ẩn. Kính thưa quý vị, người què này ngồi ở cửa đẹp trong thời gian rất là lâu, rất là nhiều năm. Những con người đi lên, đi xuống, đi qua, đi lại đều thấy người què này. Và lòng trắc ẩn của họ là cho những cái thực phẩm hay cho những điều gì họ có và những điều gì người này cần để sống qua ngày. Nhưng tại cửa đẹp này, cái nhìn của Phi-rơ và Giăng đã biến đổi cục diện, không còn có cái hoàn cảnh đó nữa. Cái nhìn này là một cái nhìn thấu đáo, một cái nhìn thiên thượng, một cái nhìn đầy lòng thương xót, như chính Chúa Giê-xu đã động lòng thương xót chữa lành cho một người mù khi người mù này kêu cầu trong sự chữa lành bởi Đức Chúa Giê-xu. Và chính ngay giờ mà Chúa Giê-xu chữa lành thì cái sự mù lò của con người này không thấy nữa, không còn nữa, nhưng mà nhìn thấy ánh sáng và sự tạo dựng tốt lành của Ngài ở trên vũ trụ này. Kính thưa quý vị, Ngài muốn mọi con người ở trong lầm lỗi sẽ được cứu chuộc. Ngài muốn những con người đuối mù sẽ được mở mắt nhìn thấy những sự sáng tạo tuyệt vời của Chúa. Và Ngài muốn những người mù sẽ nhìn thấy điều tuyệt diệu và chính Ngài đã chết cho điều đó để cứu chuộc mọi đời sống lầm lạc, trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Và đến cuối đời này thì những người đó sẽ được trở về cùng với Chúa ở nước thiên đàng. Đó là cái nhìn thiên thượng quý vị. Cảm ơn Chúa vì Phi-rơ và Giăng đã nhìn thấy những điều gì như chính Chúa Giê-xu thấy. Và ngày hôm nay Giăng và Phi-rơ nói với người mù rằng: vàng ta không có, bạc ta không có, nhưng điều mà ta có ta cho ngươi. Kính thưa quý vị, điều mà Giăng và Phi-rơ có quý hơn cả vàng bạc quý vị ơi. Điều mà Giăng và Phi-rơ có và cho ngày hôm nay để cho những con người cần đến có thể thay đổi được đời sống của mình, chứ không phải còn tiếp tục ngồi đó để van xin, để cầu nguyện, để ban bố, để cầu xin sự ban bố của những tấm lòng hay thương xót. Tôi thiết nghĩ rằng những người đi qua đi lại, đi lên đi xuống mỗi ngày ở nơi cửa đẹp đó, họ nhìn thấy, nhưng họ không có những cái năng quyền thật sự từ nơi Chúa. Họ không có đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh, hoặc là họ không có lòng trắc ẩn hơn thế nữa để có thể ban bố một sự thay đổi trên đời sống của con người này. Kính thưa quý vị, Chúa dạy cho tôi một điều. Bên cạnh đời sống của chúng ta, bên cạnh những công việc làm của chúng ta, bên cạnh hội thánh của chúng ta, bên cạnh cộng đồng của chúng ta, có những con người ở trong sự lòng này. Họ sống
nhưng mà tâm linh họ đã mù lòa, tâm linh họ đã bại liệt, tâm linh họ không còn có cái khả năng để dọn dắt họ bước vào ở trong sự vinh hiển, bước vào trong sự sống mà chính Ngài ban cho. Và kính thưa quý vị, ước ao rằng tôi và quý vị ở trong một hoàn cảnh như Phi-rơ và Giang sẽ nhìn thấy thấu đáo được cái điều gì họ cần phải có. Nếu chúng ta không đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh thì chúng ta không thể nhìn thấu được con người này cần được thay đổi điều gì. Nếu chúng ta không có sự đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh thì lòng của chúng ta không cảm động đủ để có thể ban cho những điều gì tốt đẹp để con người này được thay đổi, quý vị. Và tôi ước ao rằng chính mình tôi cũng như quý hội thánh của Chúa là những người đã khát khao sự đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh, là những người khát khao được hầu việc Ngài, là những người khát khao được mang những cái tin tức tốt lành, là một tin lành cứu rỗi cho những người khác để được cứu, quý vị. Thì chúng ta cần phải có sự mạnh mẽ bởi Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần phải có những cái nhìn của thiên thượng, cái nhìn thấu đáo để rồi biết được những nhu cầu của người đó là cái gì. Kính thưa quý vị, tôi đã chia sẻ cùng quý hội thánh của Chúa, nếu chúng ta đem hết gia tài của chúng ta phân phát cho người nghèo thì người nghèo vẫn tiếp tục nghèo, quý vị, và người ăn xin vẫn tiếp tục ăn xin, quý vị. Vì đó chỉ là khả năng bình thường của chúng ta có thể làm được. Điều mà chúng ta có thể làm được cho những người này được thay đổi đó là chúng ta cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng ta cậy ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta cậy năng quyền bởi Đức Chúa Thánh Linh và những điều mà Ngài đã cho phép xảy ra trên đời sống của Giăng và Phi-rơ, và nói rằng điều ta có ta cho người này. Đó là một Đức Thánh Linh mạnh mẽ, đó là một quyền năng của sự chữa lành, đó là một quyền năng mà chính Ngài đã làm và Ngài muốn sứ đồ của Ngài làm và Ngài muốn chúng ta phải làm. Nếu chúng ta cậy ơn cậy sức của chính mình và cậy điều mình làm với sự hiểu biết thì chúng ta chẳng khác nào như những người bố thí những đồng tiền, những miếng gạo, những mâm cơm cho những người xung quanh của chúng ta, quý vị. Nếu chúng ta cậy vào sức chúng ta thì chúng ta chỉ thấy tới mức độ đó thôi, và chúng ta có thể ban cho có mức độ đó thôi. Nhưng nếu chúng ta cậy vào năng quyền của Chúa, chúng ta cậy vào sự đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh, và chúng ta cậy vào ân điển lớn lao bởi huyết của Ngài, thì lời phán của chúng ta sẽ thay đổi cục diện của con người đang cần có nhu cầu. Và kính thưa quý vị, người này được ước ao như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ ra. Nhưng ngày hôm nay Ngài nhìn chăm, người này nhìn chăm chăm hai người sứ đồ này có một tia hy vọng, và ông tưởng chừng như là có những cái điều gì bố thí cho ông như những người khác. Nhưng thật sự quý vị, tại cửa đẹp ngày hôm nay sẽ có một dấu kỳ phép lạ xảy ra, bởi vì có người dám tin, bởi vì có người dám nhìn thấy, và nhìn thấy bởi sự động lòng thương xót. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy nhìn. Tôi thường nói với anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhau qua lớp huyết của sự cứu chuộc. Nếu chúng ta nhìn nhau bằng cặp mắt này thì chắc có lẽ ai cũng có những khuyết khuyết, ai cũng có những lỗi lầm, và ai cũng có thể trách cứ với ai được. Vì nếu chúng ta nhìn xuyên qua một người nào đó bởi mắt tròn xác thịt này thì chúng ta thương cảm lắm, thì chỉ ban cái sự bố thí nhỏ nhoi mà chúng ta có, hay gọi là những cái sự thừa thải của chúng ta để cho người khác có thể sống được qua ngày. Và kính thưa quý vị, Ngài muốn chính chúng ta nhìn qua cái lăng kính, bởi chính mình Ngài là đấng phải chịu chết,
và huyết của Ngài phải tuôn đổ ra để cho chúng ta có sự sống. Và đôi mắt này Ngài muốn chúng ta nhìn bằng đôi mắt thiên thượng và đôi mắt thuộc linh, để có thể cover hết tất cả những điều lỗi lầm anh chị em của chúng ta, có thể tha thứ hết những lỗi lầm anh chị em của chúng ta, và có thể nhìn thấu cái đời sống anh chị em của chúng ta bởi chính huyết của Ngài. Trước đây có nhiều anh chị em ở trong hội thánh cũng đến với tôi và nói rằng xin một sự cầu nguyện cho người này người kia vì cái đời sống của anh đó, chị đó như thế. Và cảm ơn Chúa vì tấm lòng cứu mang của anh chị em. Và tôi cũng khuyên rằng khi chúng ta thấy được điều đó thì cái lòng trắc ẩn của chúng ta hay sự cưu mang của chúng ta hãy nhìn xuyên thấu người đó qua cái lăng kính mà chính Ngài đã nhìn chúng ta. Hãy thương xót người đó. Điều gì họ lầm lỗi, hãy cầu nguyện thiết tha cho người đó. Điều gì mà người ta lầm lỗi, người ta bước đi vấp ngã, hay là người ta đã xa rời Chúa, thì xin cậy ơn Đức Chúa Thánh Linh cho chúng ta có sự khôn ngoan để mời gọi họ, để cầu nguyện họ, để giúp đỡ và nâng đỡ họ để trở lại cùng với Chúa. Đó là cách nhìn của Thiên Thượng. Đó là cách nhìn mà Đức Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, Führer và Young. Và Führer phán như vậy: vàng và bạc ta chẳng có chi hết, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Và kính thưa quý vị, tôi thích cái điều Führer có và cho người khác. Cái điều này nó làm cho cái người này hết sức vui mừng, cho đến nỗi và họ cái bàn chân và mắt cá được vững vàng, quý vị. Trước tiên là cái lời quyền năng đó: điều ta có ta cho ngươi. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng chăm xem, tôi cũng lắng nghe những cái vị mục sư được đầy ơn trong sự chữa lành, và có những cái lời thật là một lời phán quyết mà chính Đức Chúa Thánh Linh đã vận hành, chính Đức Chúa Thánh Linh đã ở cùng, và chính Đức Chúa Thánh Linh đã ban ơn những con người như vậy. Và qua lời phán của họ thì nhiều người được chữa lành, quý vị. Và tôi thấy điều đó, và thật sự tôi đã chứng kiến những điều đó, và chính tôi cũng đã chứng kiến Ngài đã làm cho chính mình tôi đã chữa lành cho nhiều con người, quý vị. Và lời đó là lời chắc chắn, là lời mạnh mẽ, là lời đầy quyền năng bởi chính mình Chúa. Và khi chúng ta có lời quyền năng đó thì tất cả những cái điều, những cái rắc rối, những cái nan đề, những cái bệnh hoạn nó phải lui ra. Và kể cả trong năng quyền bởi chính những bóng tối tâm, những kẻ thù nghịch với chúng ta cũng phải lui ra, quý vị. Đây là một cái lời đầy quyền năng mà chính Ngài ban cho những con người được đầy dẫy ở trong Đức Chúa Thánh Linh. Và kính thưa quý vị, đây là điều mà chúng ta học hỏi và chúng ta khao khát đến. Và khi mà người què này nhìn trong và lời phán được phán ra bởi chính mình Ngài qua môi miệng của tôi tới Chúa là Führer, thì người què này được vững vàng xương cốt của mình và đứng dậy và nhảy múa và bước đi ở trong năng quyền qua cái sự mầu nhiệm mà chính Ngài đã làm qua hai tôi tớ của Ngài. Thưa quý vị, tôi ước ao hội thánh của Chúa đã nhận lấy được sự cảm động bởi Đức Chúa Thánh Linh thì hãy tiếp tục khao khát đầy dậy Đức Chúa Thánh Linh, để rồi chúng ta có đầy năng quyền của Chúa qua lời của Ngài. Chúng ta có thẩm quyền ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài cho chúng ta có thẩm quyền và Ngài cho chúng ta được nhận lấy một Đức Chúa Thánh Linh mạnh mẽ, và Ngài cho chúng ta thấu hiểu được nhiều lời hứa tốt lành của Ngài, và Ngài cho chúng ta được nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth
mà phán cái điều đó được hình thành, quý vị. Ngài cho phép chúng ta làm điều đó. Chỉ có điều chúng ta có khao khát Chúa hay không? Và chúng ta có chờ đợi và lắng nghe sự phán dạy của Chúa? Hay là chúng ta có kính sợ Chúa đủ để Ngài đầy dẫy trên chúng ta? Và khi Ngài đầy dẫy trên chúng ta thì chúng ta có thẩm quyền ở trên lời nói. Và chúng ta có thể bắt phục được kẻ thù nghịch của mình và ma quỷ. Và chúng ta có thẩm quyền ở trên những bệnh tật. Chúng ta có thẩm quyền trên những con người yếu đuối, vấp phạm, quỷ nhãn. Và cái thẩm quyền đó chúng ta nên nhìn bằng đôi mắt thuộc linh, bằng cái nhìn thiên thượng, bằng cái nhìn của sự cảm thông, bằng cái nhìn của sự cảm động, để chúng ta có điều gì có thể thay đổi được cho người khác, quý vị. Tôi rất là vui mừng khi mà Phi-rơ và Giăng không cho họ những tiền bạc, không cho họ những vật dụng, không cho cái người què này những vật dụng để cần dùng, nhưng mà cho những điều thiêng liêng tốt đẹp để con người này không còn ở trong cái vị trí để rồi phải mỗi ngày phải nhờ người ta đến đặt mình ở nơi cửa đẹp nữa, quý vị. Cảm ơn Chúa vì điều. Và tôi ước ao rằng quý hội thánh của Chúa, chúng ta chính ai hơn hết, chúng ta đã được cứu chuộc, chúng ta đã được nhận lấy Đức Chúa Thánh Linh, chúng ta được mạnh mẽ ở trong Chúa. Tất nhiên chúng ta không ngồi ở cửa đẹp, nhưng chúng ta có một cách nhìn ở nơi cửa đẹp có một người quen. Và hôm nay cửa đẹp này có một cử chỉ đẹp và có một dấu kỳ phép lạ đẹp để con người ngồi ở tại đó bước đi và ca ngợi Chúa. Đó là một cử chỉ đẹp ở tại cửa đẹp. Và có những con người tốt đẹp như Phi-rơ và Giăng đã làm điều đó trở nên đẹp. Và có thể nói rằng tại cửa đẹp có một dấu kỳ phép lạ thật tuyệt đẹp, qua những con người kính mến Chúa thật tuyệt đẹp. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa cũng như chính mình tôi tiếp tục cậy ơn Chúa để cho chúng ta thông hiểu lời của Chúa ở trong công tác của Đức Chúa Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Hãy thông hiểu một cách rõ ràng và chúng ta tìm một cơ hội để nắm lấy sự đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh. Vì không chừng nếu chúng ta không đặt mình vào ở trong sự khát khao, trong sự kính kiền, ở trong sự kính sợ Chúa, ở trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự cầu nguyện, hay là kể cả những cái nhìn của chúng ta cho chính mình Ngài và Ngài nhìn chúng ta, thì chúng ta dễ mất đi cơ hội trong sự nhận lấy đầy dạy của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và tôi sẽ tiếp tục tuần sau ở trong những điều gì, những điều kỳ diệu gì xảy ra sau cái nhìn, và những con người được cứu sẽ làm gì sau khi cái nhìn thiên thượng, cái nhìn của sự cảm thông, cái sự cảm động đó nó có ích lợi cho những người xung quanh của chúng ta. Tôi ước ao rằng buổi chiều nay bài học này chính mình tôi cũng như quý vị sẽ học được lời của Chúa, học được những cái sứ điệp mà Ngài muốn trên đời sống của chúng ta. Vì bên cạnh chúng ta còn rất nhiều người giống như người què ở tại cửa đẹp, quý vị. Và chúng ta hãy cảm thông những điều đó. Chúng ta hãy cậy ơn Chúa Thánh Linh để chúng ta giúp đỡ những người đó không còn ở trong cái tình trạng ở nơi bóng tối và hô lửa địa ngục đang chờ đợi họ, quý vị. Chúng ta hãy cậy ơn Chúa và mau chóng làm những điều này, vì điều đó là điều tốt lành, vì điều đó là sứ mạng của Chúa cho những người đã được Ngài cứu. Đó là sứ mạng cho những con người bước đi theo Ngài. Tôi ước ao rằng bài học này sẽ mang đến một sự khích lệ lớn cho mọi anh chị em cũng như quý tôi tớ của Chúa và chính mình tôi, để chúng ta mỗi ngày cậy ơn Chúa, khát khao sự dẫn dắt bởi Đức Chúa Thánh Linh, để chúng ta làm nhiều công tác cho chính mình Ngài. Và tất cả mọi điều chúng ta làm, danh của Ngài được vinh hiển, hội thánh của Ngài được phát triển, và nơi đó sẽ có nhiều người
nhiều người đến để dâng lời ca tiếng hát, sự ngợi khen, sự cảm tạ ở nơi đó, và danh của Ngài sẽ là danh trên muôn dân. Ngài sẽ được vinh hiển ở trên những con người, trên dân sự là những người được Chúa cứu chuộc để thờ phượng Ngài. Nguyện xin ân điển của Chúa và tình yêu thương của Ngài ở trên quý hội thánh của Chúa. Cảm ơn quý vị.